hiện theo dõi thì bây giờ đang trên sân số 1. Chúng ta đang được tường thuật trực tiếp trên Facebook của sân cỏ ban bóng nhạc chúng com, và sân đó đang là hai đội Minh Khai áo vàng quần vàng và đội Bạch Mai áo đỏ quần đen. Trên sân số 2, Xuân Bình trong trang phục áo cam quần cam, Quốc Lệ trong trang phục áo đỏ quần đen. Trên sân số 3, Việt Ba áo đỏ quần đỏ và Quang Trần áo trắng quần đen. Trên sân số 4, Thăng Long áo xanh quần xanh gặp Lê Quý Đôn áo cam quần cam.
tiếp đi, đá tiếp đi. Thank you.
Như vậy là 2 phút đã trôi qua, nhưng mà trên tất cả 4 sân chưa có bàn thắng nào xảy ra. Thank you.
Bí này. Mấy giờ rồi? Như vậy là trên sân số 3, số 14, đội Quang Thuận đã có một bàn thắng mở tỷ số. Hey,
linh luôn đi. Chào. Thank you.
5-4, nên cú đúp vừa đó Việt Nam mở tỷ số. Thank you.
Chúng ta đội 3 đã là một đều.
Thứ hai, Nguyễn Gia Thiều là Phạm Hồng Thái và các cầu thủ Phạm Hồng Thái sẽ mặc trang phục màu trắng. Vì vậy là các cầu thủ Phạm Hồng Thái sẽ chuẩn bị trang phục màu trắng cho mình. Không. Thông số với trọng tài trước khi ký biên bản.
quay thứ bảy là cứ kiểu nó tắt đi. Nhưng mà đang bên ti thì cậu tắt đi xong rồi bao giờ vào bên ti cậu bấm nhá. Bên ti cậu chỉ lấy hết cái khung thành này thôi, mấy cả cầu thủ đi ra đá thế thôi. Thank you.